Chào, xin chào, đến hẹn lại lên khi Quý đã trở lại cùng với quý vị với chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Quý vị ơi, sẵn sàng nha, hành trình ngày hôm nay sẽ rất là thú vị đây. Câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay kể về anh chàng người Australia. Anh chàng này nổi tiếng không phải vì nhan sắc, không phải vì tài năng và cũng không phải vì giàu có, mà bởi vì anh chàng này có một thói quen rất là nữ tính, đó chính là mang giày cao gót. Sau khi nghe lời khuyên của một nữ đồng nghiệp thì người đàn ông này đã đi thử giày cao gót tới công ty và nghiện nó lúc nào không hay luôn. Với 4 đôi khi đi làm, 5 đôi khi đi chơi, anh chàng dường như là còn có nhiều giày cao gót hơn các chị em phụ nữ nữa. Hãy cùng gặp gỡ anh Adley Smartwellam, 30 tuổi, một nhân viên công sở bình thường ở Sydney, nước Úc. Đẹp trai, lịch lãm, bánh bao trong bộ vest là lượt thẳng như lâu như ly. Nhưng kể từ mắt cá chân đổ xuống chính là nét cá tính của Ashley. Đó là anh chàng nghiện giày cao gót nữ. Ashley bắt đầu quyết định sẽ mang những đôi giày cao gót hàng ngày từ một năm trước, khi anh được truyền cảm hứng từ một cô bạn đồng nghiệp, người nói với anh rằng phụ nữ đi giày cao gót là để tự tin. Mặc dù ban đầu Ashley khá là bị kỳ thị ở chỗ làm, thế nhưng ông chủ của anh đã bị thuyết phục về hiệu quả công việc của anh được tăng cao, một phần đến từ sự tự tin khi mang những đôi giày cao gót tới chỗ làm. Cho đến nay, bộ sưu tập của Ashley đã tăng lên 9 đôi giày cao gót, với 4 đôi mang khi đi làm và 5 đôi khác dùng để đi chơi. Đó 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 đó, quý vị thấy không? Rất là nhiều người muốn được giống phụ nữ, nhưng mà lạ một cái á, là cô nàng sau đây lại muốn mình giống như một thứ khác. Đó chính là búp bê Barbie. Mà lạ ở chỗ là mỗi tháng cô nàng đã bỏ ra hơn 1.500 đô để thực hiện ý muốn của mình. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Cô gái 18 tuổi người Mỹ này đã dành ra 1.500 đô mỗi tháng để có thể thực hiện được ước mơ được trở thành một con búp bê Barbie sống. Ngay từ khi chỉ 16 tuổi, Gabriella Zarekova từ Cộng hòa Séc đã bắt đầu thay đổi vẻ đẹp bên ngoài của mình. Một mái tóc dài màu vàng, đôi lông mi to, lớp trang điểm vĩnh cửu cùng chất làm tăng độ dày của môi. Và cô bé tuổi teen này, người sở hữu tới 300 con búp bê Barbie khác nhau, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí tới 4.500 đô la Mỹ để thay đổi vẻ bên ngoài của mình cho giống với một con búp bê. Và Gabriella còn dự định sẽ phẫu thuật nên một số chỗ ở trên cơ thể mình để có thể hoàn thành ước mơ của cô. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người phụ nữ ở Trung Quốc đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội bởi hàng ngày cô ấy đã cưỡi một chiếc xe điện cân bằng đi làm ruộng, đi bán rau với những kỹ năng điệu nghệ không kém gì diễn viên xiếc. Nữ nông dân này nói rằng những công việc mất 3 giờ để hoàn thành trước đây nay chỉ cần có 40 phút để xử lý thôi à. Ngay bây giờ hãy cùng với Kim Quý tiếp tục theo dõi câu chuyện cùng với những hình ảnh trông khá là lạ nhưng mà cũng rất thú vị này nhé. Cô Cung, một nông dân 55 tuổi ở thị trấn Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã mua một chiếc xe điện tự cân bằng cách đây 2 năm với giá khoảng hơn 7 triệu đồng và chỉ cần 3 giờ là cô đã học được cách sử dụng nhuần nhuyễn. Từ đó, thiết bị này trở thành phương tiện giao thông chính của cô, đóng vai trò cấp thiết trong sinh hoạt hàng ngày bởi khả năng vận chuyển ấn tượng. Điều quan trọng hơn là xe điện cân bằng giúp cô Cung có thêm niềm vui với công việc của mình. Cô sử dụng chiếc xe rất thành thạo, hàng ngày đi qua con đường làng nửa bê tông nửa đất đá nhưng vẫn có thể gánh đòn gánh trên vai, mang theo gần 30kg rau. Câu chuyện này đang được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi. Và có lẽ, nhiều người trẻ các thành phố lớn sẽ nghĩ đến chuyện mua tặng bố mẹ của mình ở quê những chiếc xe điện cân bằng như thế này. Và để kết thúc hành trình ngày hôm nay, Kim Quý sẽ gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về cặp chị em sinh đôi bị bệnh bạch tạng, mà Kim Quý chắc chắn là câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người đấy ạ. Cơ hội của một đứa trẻ sinh ra mắc phải bệnh bạch tạng là 1 trên 17.000. Thế nhưng, tỷ lệ của một cặp song sinh được sinh ra đều mắc phải căn bệnh này là cực kỳ hiếm có. Cặp chị em song sinh Rosemary và Christina Alabancody sống tại New York, Mỹ là một trong những trường hợp vô cùng hiếm có ấy. Thế nhưng, mặc dù có làn da, màu tóc hay đôi mắt có khác biệt so với những người khác, nhưng mà hai cô gái 24 tuổi này đều vô cùng lạc quan và luôn sống hết mình với niềm đam mê của mình. Đó chính là thời trang. Cả hai dường như không chỉ là chị em song sinh mà Rosemary và Christina còn là bạn thân của nhau, chia sẻ cho nhau sự cuồng nhiệt thời trang của họ. Và tủ đồ của hai chị em bạch tạng này có đầy đủ mọi thứ quần áo đồ đạc hiện đang là mốt trên thị trường.
và thông qua tình yêu thời trang của họ, cả hai muốn truyền cảm hứng cho mọi người biết tự hào về bản thân mình. Quý vị ơi, câu chuyện về niềm đam mê thời trang của hai chị em bị bệnh bạch tạng cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đồng Tây Kỳ Thú ngày hôm nay rồi. Quý vị còn muốn được theo dõi những câu chuyện nào thú vị, những nhân vật nào đặc sắc thì Chuyện Đồng Tây Kỳ Thú sẽ tiếp tục vào số phát sóng lần sau nha. Và không biết là trong những câu chuyện vừa rồi, quý vị khán giả thích nhất là câu chuyện nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận của chương trình được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh nha. Và đặc biệt, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện Đồng Tây Kỳ Thú 18:30 và phát lại vào lúc 20:55. Nếu quý vị bỏ lỡ thì hãy xem lại chương trình vào lúc 6:50 và 12:50 của ngày hôm sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.